cái liệu và cái chiều cao mình nó ra đâu? Nó chỉ ê mọi người, nó chỉ cao hơn khoảng 2-3 cm thôi mọi người. Bình thường mình rất là cao rồi. À không, rất cao. Biết sao? Tại vì hôm nay đây, quay đây. Hôm nay mình mặc một bộ đồ. Đó, cái áo là cái áo kiểu hơi jacket một tí thì nó sẽ kiểu tỷ lệ chân nó sẽ bị dài. À nó sẽ được dài mọi người, hiểu không? Có ý kiến không? Mặt quyến rũ tí vào. Cái tờ này là siêu đẹp đấy. Ê, chị đang quay phim cái thường luôn á. Nhưng mà đẹp mà đúng không? Đây nhá, chị thấp nhất này, tay nào thấp nhất có thể đây này, đừng bắt con nhá. Bấm đi. Bấm nhá. Dung quay không? Ai biết? Không. Đây. Không, mà thì phải lặng lặng thôi. Đây, cầm đây. Cái này mới đẹp. Tao là phải quay tàu. Đó. Đây để tôi tầm cho. Tôi tầm xong rồi. Tất cả là đăng ký hết bên này. Ô, cái này là không có filter luôn à? Rồi xong mời người khách mời lên sân khấu, chị xin vài tấm hình chung với mọi người. Mình nó hết hồn là nó nắm đầu mình đó mọi người. Đây mọi người xem. Ủa? Để em cầm. Sau mình xin một tấm hình tới khách mời luôn nha mọi người. Ok. Cũng làm đây cho nó khác, làm đây cho khác đi. Ở trên hơi trùng xuống một xíu. Đúng rồi, đây chị là thấp nhất rồi đấy. Anh đang thở. Được. Tất cả đầu bên này hết nhỉ? Xong. Khi nào rồi? Ok thì là Ola là quay ở đây nha mọi người. 2, 3. Ola. Đây là chúng ta làm đúng rồi. Bây giờ sao thay phát nhà mọi người á. Bây giờ Giang phải check lại cho mọi người này. Đây. Ok được hết chưa? Đây ok được hết rồi nhá. Dạ hơi đông to. Ok là ô lát là bây giờ được tay chào nhá. Đầu tiên là mặt để lạnh tí. Hẹn giờ này. Thôi chị là được rồi. Quay qua là ok đó. Quay qua đều cái gì đó. Nhìn em nó nhìn khó thật sự. Ok. Ôi xinh luôn nhỉ. Khó lắm. Mặt quyến rũ tí vào. Cái tờ này là siêu đẹp đấy. Bây giờ chị đang quay phim cái thường luôn á. Nhưng mà đẹp mà đúng không? Đây nhá, chị thấp nhất này, tay nào thấp nhất có thể đây này, đừng bắt con đây nhá. Bấm đi. Bấm nhá.
10 cái. Đâu? Luôn này. Nó luôn ạ, từ lăn lên. Lăn lại từ đâu đi, ai cũng quay hết sơ mặt xem. Thôi vậy thôi được rồi, coi lại thôi. Đấy, lại đi. Em lưu rồi. À, ok, sao vậy? Em hỏi cô em hả? Dạ. Đây mèo rất là nhờ, ok. Đi cái gì ạ? Sao? Ủa sao hôm nay mình gửi cái leo và cái chiều cao mình ra đâu? Nó chỉ... Ê mọi người, nó chỉ cao hơn khoảng 2-3cm thôi mọi người. Bình thường mình rất là cao rồi. À không, rất cao. Biết sao? Tại vì hôm nay... Đây, quay đây. Hôm nay mình mặc một bộ đồ. Đó, cái áo là cái áo kiểu... hơi jacket một tí. Thì nó sẽ kiểu... Tỷ lệ chân nó sẽ bị dài. À, nó sẽ được dài mọi người, hiểu không? Có ý kiến không? Hello mọi người. Chào mừng các bạn đến với tập thể hoàng mỹ. Biểu cảm chút xíu rồi. Đó. Biểu cảm. Thank you.